đại dương sâu thẳm chứa đựng vô số bí ẩn, và trong số những sinh vật quyến rũ nhất sống trong vương quốc dưới nước này là cá mập. Những kẻ săn mồi đỉnh cao này vừa khiến chúng ta kinh sợ vừa thích thú, với hình dáng bóng bay, lướt đi dễ dàng trong nước. Nhưng có một câu hỏi đã khiến các nhà khoa học bối rối từ lâu: cá mập có thực sự cần phải bơi liên tục để sống sót không? Hãy tưởng tượng một cuộc sống luôn vận động, không bao giờ biết đến sự nghỉ ngơi tĩnh lặng. Đây là hình ảnh thường được gợi lên khi chúng ta nghĩ về cá mập. Nhưng liệu nhận thức này có bắt nguồn từ thực tế? Hay đó là một câu chuyện hoang đường được lan truyền bởi niềm đam mê của chúng ta với những sinh vật bí ẩn này? Câu trả lời, như với nhiều điều trong thế giới tự nhiên, không hề đơn giản. Đúng là một số loài cá mập thể hiện các hành vi cho thấy nhu cầu di chuyển liên tục. Tuy nhiên, đây không phải là sự thật phổ quát áp dụng cho tất cả các loài cá mập. Thực tế phức tạp hơn nhiều, tiết lộ một bức tranh hấp dẫn về sự thích nghi cho phép những sinh vật cổ xưa này phát triển mạnh trong các môi trường biến đa dạng. Hãy cùng chúng tôi lần xuống sâu trong thế giới sinh học và hành vi của cá mập, tách biệt sự thật khỏi hư cấu để khám phá sự thật về những cư dân đại dương tuyệt vời này. Hãy chuẩn bị để ngạc nhiên trước sự đa dạng và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của cá mập, thách thức những quan niệm định kiến của bạn và khơi dậy sự đánh giá sâu sắc hơn cho những sinh vật thường bị hiểu lầm này. Để hiểu tại sao câu chuyện hoang đường về việc cá mập phải bơi mãi vẫn tồn tại, trước tiên chúng ta phải đi sâu vào lĩnh vực hấp dẫn của sinh học cá mập, đặc biệt là hệ hô hấp của chúng. Không giống như con người và các sinh vật sống trên cạn khác hít thở không khí trực tiếp, cá mập lấy oxy từ nước xung quanh chúng. Quá trình quan trọng này được thực hiện bởi màng, cơ quan chuyên biệt nằm ở hai bên đầu của cá mập. Nước liên tục chảy qua màng khi cá mập bơi, cho phép oxy đi từ nước vào máu của cá mập. Dòng nước chứa oxy liên tục này rất quan trọng cho sự sống còn của chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả cá mập đều chỉ dựa vào bơi lội để thở. Một số loài cá mập sở hữu một sự thích nghi hấp dẫn được gọi là bơm miệng. Cơ chế này cho phép chúng chủ động bơm nước qua màng ngay cả khi đứng yên. Hãy tưởng tượng việc sử dụng cơ má của bạn để hút nước vào và đẩy nước ra. Đó về cơ bản là cách bơm miệng hoạt động đối với cá mập. Bơm miệng mang lại cho những con cá mập này một lợi thế đáng kể, cho phép chúng nghỉ ngơi trên đáy đại dương hoặc thậm chí nắm bất động trong hang động mà vẫn có được lượng oxy cần thiết. Đó là minh chứng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự thích nghi được tìm thấy trong hổ cá mập, thể hiện khả năng phát triển mạnh trong một loạt các môi trường sống biển của chúng. Niềm tin rằng tất cả cá mập phải bơi liên tục để thở bắt nguồn từ sự hiểu lầm về hệ hô hấp của chúng và sự khái quát hóa các hành vi được quan sát thấy ở một số loài nhất định. Đúng là một số loài cá mập, đặc biệt là những loài thuốc hổ cá nổi. Hãy nghĩ đến các loài mang tính biểu tượng như cá mập trắng lớn và cá mập Mako, phụ thuộc rất nhiều vào sự thông gió khi bơi. Thông gió khi bơi là một quá trình mà cá mập bơi với miệng mở, buộc nước chảy qua màng. Phương pháp hô hấp này liên quan trực tiếp đến chuyển động của chúng, tạo ấn tượng rằng chúng phải liên tục bơi để tránh bị ngắt thở. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của câu chuyện. Thực tế là nhiều loài cá mập, đặc biệt là những loài sống ở vùng đáy đại dương, đã phát triển các cơ chế hô hấp thay thế, chẳng hạn như bơm miệng cho phép chúng thở mà không cần bơi liên tục. Sự thích nghi này đặc biệt quan trọng đối với cá mập sống trong môi trường có dòng nước hạn chế. Nơi bơi trong thời gian dài sẽ tốn nhiều năng lượng. Câu chuyện hoang đường về cá mập luôn bơi, mặc dù phổ biến, nhưng không bao gồm toàn bộ các sự thích nghi hiện diện trong hồ cá mập. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn xa hơn những khái quát hóa và đánh giá cao sự đa dạng đáng kinh ngạc tồn tại trong vương quốc động vật. Phan Bôn, cư dân đa dạng của vùng biển sâu, khám phá các sự thích nghi khác nhau của cá mập. Thế giới của cá mập vô cùng đa dạng với hơn 500 loài được biết đến. Mỗi loài sở hữu những sự thích nghi độc đáo cho phép chúng phát triển mạnh trong môi trường cụ thể của mình. Một số loài cá mập như cá mập với hùng vĩ là những người khổng lồ hiền lành, lọc sinh vật phù du từ nước khi chúng lướt qua đại dương. Những loài khác như cá mập Wobegon lén lút nằm ngụy trang trên đáy biển, kiên nhẫn chờ đợi để phục kích con mồi không nghi ngờ. Trong số những sự thích nghi đa dạng này, cơ chế hô hấp khác nhau đáng kể. Trong khi cá mập nổi phụ thuộc rất nhiều vào sự thông gió khi bơi, thì những loài sống ở đáy đã phát triển các chiến lược thay thế, thể hiện khả năng thích nghi đáng kể của những sinh vật cổ xưa này. Ví dụ, cá mập y tá thường được tìm thấy nắm bất động trên đáy đại dương, là bậc thầy về bơm miệng. Một ví dụ hấp dẫn khác là cá mập epaulette, một loài nhỏ sống ở đáy có thể sống sót hàng giờ ngoài nước. Khả năng đáng chú ý này là do hệ hô hấp độc đáo của chúng, cho phép chúng lấy oxy từ cả không khí và nước. Những sự thích nghi này làm nổi bật khả năng phục hồi phi thường của cá mập,
cho phép chúng chinh phục một loạt các ổ sinh thái. Phần 5. Sự tĩnh lặng của cá mập, hành vi nghỉ ngơi và sự thích nghi. Mặc dù một số loài cá mập dường như luôn chuyển động, bằng chứng cho thấy rằng ngay cả những loài hoạt động mạnh nhất cũng tham gia vào các giai đoạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những giai đoạn nghỉ ngơi này khác biệt đáng kể so với giấc ngủ mà con người chúng ta trải qua. Cá mập không có mí mắt, không nhắm mắt khi chúng nghỉ ngơi. Thay vào đó, chúng bước vào trạng thái hoạt động giảm, tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn cảnh giác với môi trường xung quanh. Các nhà khoa học đã quan sát thấy cá mập nghỉ ngơi trong hang động, dưới gỗ đá hoặc thậm chí nằm trên đáy biển. Cơ thể chúng bất động trong khi mạng của chúng tiếp tục lấy oxy từ nước. Những quan sát này thách thức quan niệm rằng tất cả cá mập phải liên tục bơi để sống sót, tiết lộ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của chúng. Hơn nữa, nghiên cứu gần đây cho thấy một số loài cá mập thậm chí có thể sở hữu một lỗ thỏ, một lỗ nhỏ nằm phía sau mặt của chúng, hỗ trợ hô hấp trong thời gian nghỉ ngơi. Lỗ thỏ cho phép nước đi vào khoang màng, ngay cả khi miệng cá mập đóng lại, cung cấp một dòng oxy liên tục. Sự thích nghi này đặc biệt có lợi cho cá mập sống ở đáy, cho phép chúng tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn cảnh giác. Phần 6. Thách thức nhận thức, hiểu về cá mập vượt ra ngoài những câu chuyện hoang đường. Câu chuyện hoang đường về cá mập luôn bơi, mặc dù dai dẳng, cuối cùng lại làm giảm đi sự kỳ diệu và đa dạng thực sự của những sinh vật đáng kinh ngạc này. Cá mập không phải là những cỗ máy ăn uống vô tâm chỉ bị thúc đẩy bởi nhu cầu bơi lội vô độ. Chúng là loài động vật phức tạp với lịch sử tiến hóa phong phú, thể hiện nhiều hành vi và sự thích nghi cho phép chúng phát triển mạnh trong các môi trường biến đa dạng. Bằng cách thách thức những quan niệm định kiến của chúng ta và nắm bắt sự hiểu biết khoa học, chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi và những quan niệm sai lầm thường bao quanh cá mập. Đánh giá cao vai trò quan trọng của chúng trong việc duy trì hệ sinh thái đại dương lành mạnh là rất quan trọng cho việc bảo tồn chúng và cho sức khỏe của hành tinh chúng ta. Chúng ta đừng để những câu chuyện hoang đường và thông tin sai lệch làm lũ mờ phán đoán của mình. Thay vào đó, chúng ta hãy tiếp cận việc nghiên cứu cá mập với sự tò mò và tôn trọng, làm sáng tỏ những bí ẩn của thế giới dưới nước của chúng và nuôi dưỡng sự đánh giá sâu sắc hơn cho những sinh vật tuyệt vời này. Phần 7. Biến kiến thức tiết lộ bí mật sinh tồn của cá mập. Khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới của cá mập, chúng ta khám phá ra một bức tranh hấp dẫn về sự thích nghi thách thức những giả định của chúng ta. Câu chuyện hoang đường về cá mập luôn bơi sụp đổ dưới sức nặng của bằng chứng khoa học, tiết lộ một nhóm sinh vật đa dạng và thích nghi phức tạp. Từ những cường quốc nổi dựa vào sự thông gió khi bơi đến những cư dân đáy đã thành thạo bơm miệng, cá mập tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên. Khả năng phát triển mạnh trong nhiều môi trường sống khác nhau là minh chứng cho sự thành công tiến hóa của chúng. Khi chúng ta tiếp tục khám phá độ sâu đại dương, chúng ta có thể mong đợi khám phá ra nhiều bí mật hơn về những sinh vật hấp dẫn này. Bằng cách nắm bắt nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết sâu sắc hơn về cá mập và vai trò quan trọng của chúng trong hệ sinh thái biển. Chúng ta hãy tiếp cận đại dương với sự tò mò và tôn trọng, háo hức học hỏi từ cư dân của nó và bảo vệ sự cân bằng tinh tế của nó cho các thế hệ mai sau.